Sáng nay, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia NEAC, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ chữ ký số công cộng năm 2023. Theo đó, 5 giải pháp chữ ký số có chất lượng dịch vụ tốt nhất năm bao gồm VNPT-CA, Viettel-CA, CA2, FPT-CA, MISA-CA. Trong đó, VNPT-CA là ứng dụng công nghệ và dịch vụ đa dạng nhất năm 2023, CA2 là CA có trải nghiệm khách hàng tốt nhất và Viettel-CA là đơn vị có ứng dụng thuận tiện nhất. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, năm 2024, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cần tiếp tục tập trung phát triển thị trường chứng thư số cá nhân, nghiên cứu, triển khai việc tích hợp chứng thư số vào các thanh toán điện tử, dịch vụ công và hợp đồng điện tử. Kết quả khảo sát lần này là cơ sở để đề xuất các phương án, chính sách quản lý hoạt động chứng thực chữ ký số phù hợp trong thời gian tới, cũng như nguồn tài liệu tham khảo tin cậy để đơn vị tổ chức tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng, sớm phổ cập chữ ký số công cộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.